Lược sử giáo xứ Phú Quý, Nha Mơn. Nhà Nguyện Nha Mơn được hình thành từ năm 1900, tọa lạc tại địa chỉ 207 Huỳnh Phước, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ngày 30 tháng 1 năm 2002, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa ký sắc lệnh thành lập giáo xứ Phú Quý, bổn mạng vào sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính ngày 8 tháng 9. Giáo xứ hiện nay có hơn 800 nhân danh, bao gồm người Việt và người Chăm, trong đó đa số là người Việt.
Linh mục quản xứ hiện nay là cha Giuse Nguyễn Văn Quyền. Quá trình hình thành và phát triển, giáo xứ Phú Quý được hình thành từ giáo điểm Nha Mơn, có chung nguồn gốc lịch sử với giáo xứ Bình Quý. Khoảng cuối thế kỷ 19, các vị thừa sai đã đến loan báo tin mừng tại Bình Quý và Nha Mơn. Nha Mơn, theo sự giải thích của các vị cao niên người Chăm, có nghĩa là nguồn suối mát. Giữa vùng Phan Rang Ninh Thuận đầy nắng gió, tại đây có nguồn nước mát để giải nhiệt cho cả một vùng đất rộng lớn. Nơi đây cũng là chiếc nôi của làng nghề dệt Mỹ Nghiệp và cốm Bầu Trúc nổi tiếng của anh em đồng bào Chăm Ba cổ xưa. Các sản phẩm mỹ nghệ và tiêu dùng vẫn còn duy trì sản xuất cho tới ngày nay. Sự hình thành và phát triển giáo xứ Phú Quý gắn bó mật thiết với giáo xứ Tấn Tài, cũng là những giáo điểm truyền giáo của giáo xứ Tấn Tài. Cố Vi Lùng Đề, cha xứ Tấn Tài, là người đã khai sinh các điểm truyền giáo Bình Quý, Nha Mơn, Đá Trắng, Nhị Hà và Cà Ná. Theo những người lớn tuổi kể lại, cha đạo người Tây có tên thường gọi là Cố Đề. Ngài đã đến và khai hoang điền địa cho dân chúng, cả lương lẫn giáo, giúp họ lập nghiệp. Ngài tổ chức việc xây đập Nha Trinh để bà con trong vùng có nguồn nước tưới tiêu canh nông. Năm 1900, sau khi quy hoạch đất canh tác và thổ cư cho dân chúng, Cố Đề đã xây dựng một ngôi nhà nguyện và một nhà xứ, lấy tên là Nha Mơn. Cả vùng đất nơi này, người dân địa phương vẫn gọi là đất sở, bao gồm từ đường sắt đến cầu Ma Ram, với hai con kênh chạy quanh. Vì thuộc giáo xứ Tấn Tài, Nha Mơn được các thầy dòng thánh Giuse hỗ trợ cho công việc loan báo tin mừng. Từ năm 1970 đến năm 1975, Nha Mơn và Bình Quý được quý thầy chủng viện Lâm Bích đến thực tập truyền giáo. Từ năm 1975 đến năm 1990, các linh mục không đến được Nha Mơn nên các sinh hoạt tôn giáo tại đây không phát triển. Nhà nguyện xuống cấp nghiêm trọng, diện tích đất bị xâm chiếm nhiều, giáo dân bỏ đi làm ăn xa, một số lớn đã bỏ đạo. Từ năm 1991 đến năm 1992, các cha ở giáo xứ Tấn Tài đã có thể được làm phép mục vụ tại Nha Mơn. Ngày 30 tháng 1 năm 2002, giáo họ Nha Mơn được tách khỏi giáo xứ Tấn Tài và trở thành giáo xứ Phú Quý với số giáo dân khoảng 1.500 người, bao gồm các giáo họ Bình Quý, Đá Trắng, Nhị Hà và cha Giuse Nguyễn Văn Thi làm quản xứ tiên khởi của Phú Quý. Từ ngày 5 tháng 7 năm 2004 đến năm 2011, giáo xứ được giao cho dòng ngôi lời phụ trách. Ngày 20 tháng 12 năm 2006, giáo họ Đá Trắng và Nhị Hà tách ra khỏi giáo xứ Phú Quý và lập thành giáo xứ Đá Trắng. Lúc này giáo xứ Phú Quý bao gồm cả giáo họ Bình Quý và hai giáo điểm Quán Thẻ và Sơn Hải. Trong thời kỳ này, quý cha quản xứ đã có kế hoạch xây nhà thờ nhưng bất thành vì điều kiện khó khăn, chỉ làm được đài Đức Mẹ và tu sửa nhà xứ, đáp ứng nhu cầu cần thiết cho các cha quản xứ và phó xứ. Ngày 20 tháng 10 năm 2011, giáo xứ lại được trao cho quý cha giáo phận chăm sóc. Năm 2013, cha Giuse Nguyễn Thanh Hải xây nhà xứ vì đã xuống cấp quá nặng và di dời đài Đức Mẹ qua một góc sân để có diện tích xây dựng ngôi nhà thờ tương lai. Năm 2016, đức cha Giuse Võ Đức Minh, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang thời bấy giờ, đặt trách linh mục Giuse Nguyễn Văn Quyền về làm quản xứ và tiến hành xây mới ngôi thánh đường. Ngày 2 tháng 8 năm 2018, lễ đặt viên đá khởi công xây dựng. Sau 7 năm xây dựng trong gian khổ, thiếu thốn và dịch bệnh, ngôi thánh đường được hoàn thành với các hạng mục thánh đường, đài Đức Mẹ, đài thánh Giuse và nhà xứ. Hôm nay, lễ khánh thành và cung hiến vào ngày 1 tháng 5, kính thánh Giuse thờ, đấng bảo trợ cho việc xây dựng, được chủ sự bởi đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang. Xin Thiên Chúa tình yêu qua Đức Giêsu Kitô ban cho đức cha, quý bậc tiền nhân, quý ân thân nhân và toàn thể anh chị em dân Chúa đã công tác xây dựng nên giáo xứ hôm nay luôn tràn đầy ân sủng của Chúa, tràn đầy sức khỏe, bình an và thành đạt.